Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong thủy may mắn của chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, thờ cúng tổ tiên đã là phong tục ngàn đời nay của người Việt. Bàn thờ gia tiên là nơi xác nhận linh khí và mang ý nghĩa tâm linh cao cả, là nơi để con cháu tưởng nhớ và bày tỏ sự biết ơn, lòng thành kính với đấng sinh thành, những người đã khuất. Người thân mất đi thường là ông bà, cha mẹ của gia chủ thì gia đình sẽ đặt di ảnh của người đã khuất trên bàn thờ cùng với bát hương để thờ cúng và tưởng nhớ đến họ. Nhiều người tưởng rằng chỉ đơn giản đặt bức ảnh của người đã khuất lên bàn thờ là xong, mà họ không biết rằng việc đặt di ảnh cũng phải tuân theo định luật thì mới phải lệ. Để đảm bảo việc thờ cúng có hiệu quả, nếu vô tình phạm phải sai lầm khi đặt ảnh thờ cúng tổ tiên sẽ khiến cho gia chủ hao tài tốn lộc, nghèo khổ, bần hàn suốt kiếp. Vậy những sai lầm đó là gì mà có thể gây ra hậu quả khủng khiếp đến như vậy? Hãy cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu ngay sau đây. Không tuân thủ quy tắc trai bên trái, gái bên phải. Theo ông Nguyễn Văn Dũng, chuyên gia nghiên cứu về phong thủy thờ cúng cho biết, ảnh thờ nên đặt theo nguyên tắc trai bên trái, còn gái thì bên phải, tức là ảnh cụ bà phải ở ngay bên tay phải của cụ ông, chứ không đặt ngược lại. Có một số gia đình hiện nay cứ ai mất trước thì đặt bên trong, điều này là hoàn toàn sai lầm. Lý giải về điều này thì chuyên gia phong thủy Nguyễn Tuấn Anh cho biết, điều này được tính theo sự chuyển vận của tự nhiên bên ngoài và hoạt động bên trong của con người. Đặt như vậy có ý nghĩa người phụ nữ luôn là cánh tay đắc lực giúp chồng nuôi dạy con cái. Quan niệm dân gian cũng cho rằng việc đặt ảnh thờ phụ nữ ở bên phải sẽ giúp người đàn ông khẳng định vị trí trung tâm, tức là nhờ có người đàn ông làm trụ cột trong nhà nên mọi chuyện mới êm xuôi. Để chân dung hai người trong một bức ảnh, điều này có thể thấy trong nhiều gia đình, có thể vì cụ ông, cụ bà mất gần thời điểm của nhau nên con cháu làm chung. Họ nghĩ rằng như vậy sẽ nhắc nhở con cháu cần phải gắn kết yêu thương lẫn nhau tới già như các cụ. Tuy nhiên thì chuyên gia phong thủy lại cho rằng việc này khiến các cụ có cảm giác bị khinh nhờn. Ngoài ra thì việc đặt ảnh hai người cùng một bên còn khiến cho bàn thờ bị mất cân đối. Điều này là đại kỵ trong phong thủy, sẽ khiến cho gia chủ gặp tai họa. Đặt ảnh thờ lệch ngang hàng với bát hương. Trong tục thờ cúng của người Việt, đây là điều tối kỵ ai cũng phải biết. Ảnh thờ là thứ giúp người mất định vị vị trí của bản thân trên bàn thờ. Nếu gia chủ đặt lệch, người mất sẽ không tìm được chỗ của mình. Như vậy, người đó có thể bị gạt khỏi nơi thờ cúng, chỉ được đứng nhìn những người khác ngự trên đó. Tất nhiên người sống sẽ bị người mất của mắng, trách phạt. Không chỉ thế, trong quan niệm tâm linh còn cho rằng khi đặt lệch tức là gia chủ đang xem thường người mất nên không muốn để chính diện. Còn những thứ cô hồn bên ngoài có thể chen chân vào trông chỗ để cướp thức ăn mà gia chủ dâng lên. Đặt ảnh bên giữa bàn thờ. Vị trí trung tâm bàn thờ là vị trí của thần linh và các bậc tổ tiên, không có bất kỳ người nào được chen vào. Tuy nhiên có một số người hay đặt ảnh thờ người thân của mình ở giữa, đẩy chỗ thờ thần linh ra bên ngoài. Việc này chẳng khác nào cho rằng bản thân người đó quan trọng hơn các vị thần linh hoặc là tổ tiên. Nếu đặt ảnh bố mẹ, anh chị em vào giữa bàn thờ như vậy, chẳng khác nào gia chủ đang nói họ có vị trí trung tâm cao nhất. Điều này sẽ khiến cho thần linh và các vị tổ tiên cảm thấy bị xúc phạm, không bao giờ phù hộ cho gia chủ mà chỉ giáng toàn tai ương. Vậy nên đặt ảnh thờ như thế nào để mang lại tài lộc, bình an, may mắn cho gia đình? Trưng ảnh thờ những người đã khuất trên bàn thờ là một trong những việc quan trọng trong thờ cúng tâm linh. Điều này thể hiện cho việc chú trọng đến tín ngưỡng văn hóa Việt. Tuy nhiên, nhiều gia đình vẫn chưa biết hướng đặt ảnh thờ trên bàn thờ gia tiên đúng phong thủy. Điều này gây ra những điều không tốt cho gia đình. Vậy, đặt ảnh thờ ở vị trí nào là phù hợp? Những đồ đạc trên bàn thờ thường được bài trí theo một thứ tự quy luật nhất định, di ảnh của người đã khuất không ngoại lệ. Đặt ở đâu cho đúng là một trong những điều mà các gia chủ cần phải biết. Không nên tự ý đặt ở bất cứ đâu trên bàn thờ. Đặt di ảnh của các thành viên trong gia đình trong thờ cúng đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa thờ cúng của người Việt. Điều này tuân theo các quy tắc thờ cúng riêng. Ảnh thờ phải đặt trang nghiêm theo thứ tự nam tả nữ hữu, tức là nam trái nữ phải, ông phía bên tay trái của bà, bên tay phải của ông. Nếu theo hướng ta đứng nhìn vào bàn thờ thì đặt nam bên phải, ảnh nữ bên trái. Ảnh thờ nên được đặt ở bàn thờ và phía sau bát hương. Đặt ảnh thờ theo các cấp bậc, những người có cấp bậc cao hơn thì đặt trên cao. Ví dụ ông bà đặt cao hơn với bố mẹ. Tại sao lại đặt ảnh theo hướng nam tả nữ hữu?
Nam tà nữ hiếu được nhiều người biết và vận dụng vào cuộc sống, nghi lễ và thờ phụng như là sắp đặt di ảnh thờ. Nhưng ít người hiểu vì sao lại có quy tắc đó. Ai đó nêu lên rồi mọi người theo mà trở thành cách nói truyền thống. Để phân tích cơ sở khoa học của quy tắc nam tà nữ hiếu, tôi nêu một quy tắc khác để so sánh. Dưới chế độ phong kiến có một quy tắc đạo đức là phu sướng phụ tùy, nghĩa là chồng nói thì vợ phải tuân theo. Nhưng khi chế độ phong kiến không còn nữa thì quy tắc này cũng không còn tồn tại vì nó thuộc vào phạm chủ đạo đức giai cấp. Còn quy tắc nam tả nữ hữu thì tồn tại mãi vì nó thuộc phạm chủ khoa học. Cơ sở khoa học của quy tắc này trước hết dựa vào lý thuyết âm dương trong triết học Trung Quốc cổ đại. Theo thuyết này thì âm dương là hai mặt, hai thế lực đối lập nhau nhưng lại thống nhất với nhau trong vạn vật, là khởi đầu của mọi sự sinh thành biến hóa. Âm dương không loại trừ nhau mà tạo điều kiện tồn tại cho nhau, là động lực của mọi vận động và phát triển. Quy luật âm dương chỉ rõ mọi sự vật đều có âm dương, trong dương có âm, trong âm thì có dương. Âm thăng dương giáng, âm dương cân bằng thì sự vật tồn tại. Quy luật âm dương được vận dụng nhiều trong cuộc sống. Ví dụ trong y học, nếu một vùng nào đó bị đau thì y học Trung Quốc coi vùng đó bị mất cân bằng âm dương. Nếu âm suy thì dùng thuốc bổ âm để kích âm lên, nếu dương suy thì dùng thuốc bổ dương để kích dương lên. Hoặc khi xây xác, ấn huyệt thầy thuốc đông y hướng dẫn phải xoa xác bên tay trái trước, tức là phải tác động bên dương trước. Khi xoa vuốt cánh tay thì phải tuân theo dương giáng âm thăng, nghĩa là phải vuốt từ phía ngoài cánh tay, mặt dương, từ bả vai xuống bàn tay, dương giáng, rồi đến phía trong cánh tay, mặt âm, từ lòng bàn tay đến vùng nách, âm thăng. Cũng theo thuyết âm dương thì đàn ông là dương chính, đàn bà là âm chính. Trong một con người thì phía bên trên là dương, phía dưới là âm, phía sau lưng là dương, phía trước bụng là âm, phía tay trái là dương, còn phía tay phải là âm. Vận dụng quan niệm này thì khi một người nam và một người nữ nằm cạnh thì nam dương phải ở vị trí bên trái tả, nữ âm, ở vị trí bên phải hữu. Mặt khác bên phải của nam là âm, cần hợp với bên trái của nữ là dương. Vậy nam nằm bên trái tả, nữ nằm bên phải hữu, nam là hợp quy luật âm dương. Ngoài quy luật âm dương đã được giải thích trên thì việc người chồng nằm bên trái người vợ và ngược lại còn được lý giải ở một số cơ sở khoa học sau đây. Để tìm hiểu về vấn đề này thì tôi đã hỏi nhiều cặp vợ chồng tuổi cao niên, trung niên và cả thanh niên rằng khi lấy nhau, cha mẹ có bày cho các vị cách nằm bên nhau thế nào cho hợp lý không? Tất cả đều nói cha mẹ không ai bày điều đó. Tôi hỏi tiếp, thế khi nằm bên nhau các ông bà nằm với nhau theo hướng nào? Nhiều người trả lời, bà gối đầu lên tay phải ông hoặc là ông gối đầu lên tay trái bà. Tôi hỏi lại, tại sao lại nằm như vậy? Họ trả lời, do thói quen thôi. Họ nói nếu thói quen nhưng là thực ra không phải do thói quen, vì thói quen phải có quá trình rèn luyện. Theo tôi thì họ nằm như vậy vì họ cảm thấy thuận tiện, họ đã làm theo lẽ tự nhiên, họ đã nằm phù hợp với quy luật âm dương một cách tự phát. Ở khía cạnh khác thì khi người vợ nằm ngửa gối đầu lên tay phải người chồng nằm nghiêng, gác tay gác chân lên người vợ mình, thì người vợ cảm thấy tự tin hạnh phúc là được người chồng che chở bảo vệ. Còn khi người chồng trong tư thế đó cũng cảm thấy tự hào hãnh diện mình là người bảo vệ vợ tốt nhất. Cảm giác tự tin vui sướng đó đưa họ vào giấc ngủ sâu hơn, dài hơn. Mặt khác thì trong tư thế đó người chồng cảm thấy mình là người chủ động. Còn trong tư thế nằm ngửa, người vợ ở trạng thái thụ động, điều này đúng với quy luật tâm linh giới tính. Ngoài việc người chồng ở bên tay trái người vợ để nằm nghiêng về bên phải mình thì hô hấp dễ thông suốt, đồng thời làm cho thức ăn trong dạ dày đi vào ruột non được thuận lợi. Nên về mặt sinh lý, ở tư thế này người chồng nằm được lâu hơn. Ngược lại, nếu người chồng nằm bên phải vợ do tính chủ động của người đàn ông buộc anh ta phải nằm nghiêng bên trái mình để ôm vợ, thì ở tư thế này không nằm lâu được vì tim bị chèn ép, do đó không có cặp vợ chồng nào nằm ở tư thế này thường xuyên. Như vậy, việc nam nằm bên trái nữ, nam tả, nữ nằm bên phải nam, nữ hữu là hợp quy luật sinh lý. Không nên để ảnh chụp đôi trên bàn thờ. Nên tách riêng để bày tỏ sự thành kính, thành tâm và tránh những yếu tố tâm linh không tốt trong gia đình. Trong nét văn hóa của người Việt, phong tục thờ cúng gia tiên là nét đẹp văn hóa tâm linh, góp phần lưu giữ và duy trì đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
để việc thờ cúng tổ tiên được đúng theo nghi lễ, thể hiện được tấm lòng thành và sự biết ơn của gia chủ đối với tổ tông của con cháu trong nhà đối với các thế hệ đi trước. Chúng ta cần hết sức lưu ý để bài trí, sắp xếp ban thờ gia tiên sao cho phù hợp phong thủy. Không để quý vị chờ lâu hơn nữa, Phong Thủy May Mắn sẽ chia sẻ ngay sau đây. Theo phong thủy, bàn thờ là nơi quy tụ linh khí vô cùng thiêng liêng, là chỗ để người trên dương thế liên hệ với người đã khuất. Từ đó có thể thấy khí trường của bàn thờ ảnh hưởng rất lớn đến người trong nhà. Bàn thờ đặt đúng cách không chỉ khiến người đã khuất an định mà ở lại phù hộ cho gia đình, nên bàn thờ cũng có những quy tắc nhất định. Nên đặt bàn thờ gia tiên như thế nào? Trước hết, ban thờ cần có độ cao vào số đỏ lỗ ban và cho trong khoảng tỷ lệ với người trong gia đình, tránh làm quá cao phải leo trèo thiếu an toàn, hoặc là quá thấp dễ va chạm và thiếu tôn nghiêm. Chiều cao của mặt bàn thờ có thể được điều chỉnh một cách linh hoạt tùy theo từng không gian sống, không gian thờ cúng cụ thể. Với kích thước bàn thờ treo tường thì chiều rộng và chiều sâu là hai yếu tố được chú trọng hơn chiều cao. Bạn cũng nên cân đối cả chiều cao bàn thờ treo theo cung đẹp trong thước lỗ ban như là đại cát, tài vượng, tiến bảo, quý tử, phú quý. Chiều cao bàn thờ treo tường nên dùng độ cao bàn thờ treo tường tầm thấp 1m72 đại cát, 1m73 tài vượng, 1m76 phú quý, 1m76,5 tiến bảo. Độ cao bàn thờ treo tường tầm trung 1m93 tài, 1m93,5 tiến bảo, 1m97,5 tài vượng. Độ cao bàn thờ treo tường tầm cao 2m11 đại cát, 2m12 tài vượng, 2m15 phú quý, 2m16 tiến bảo, 2m17 là tài lộc. Không gian phòng thờ phải luôn sạch sẽ, thông thoáng, đầy đủ hoa quả tươi, không dùng hoa quả nhựa, hoa khô. Bài trí ban thờ phải nghiêm trang nhưng không được ô tịch bởi vì nhà ở gia đình mang tính chất dương. Trên bàn thờ không nên đặt chậu cây cảnh mà chủ yếu dùng hoa tươi để thờ phụng. Không nên dùng đồ mặn và tiền mặt để bày lên ban. Nếu ban thờ gia tiên của nhà có thờ chung cả họ nội ngoại thì họ nội đặt bên trái, họ ngoại đặt bên phải. Nhưng phải dùng vạch sơn màu đỏ phân chia rõ ràng hoặc là dùng tấm vách ngăn sơn đỏ để tránh tranh chấp nhau. Hướng ban thờ nên quay ra cửa chính, không nên đặt ngược với hướng nhà. Có thể gây âm dương tương phản, dễ gây bất trắc, nô bộc, phản bội hoặc là con cái không hiếu thuận, tài vận và gia vận bị ảnh hưởng. Bàn thờ thần Phật nên đặt hướng chính quay ra cửa lớn để khi vừa mở cửa vào đã nhìn thấy gia tiên, tiện bề chăm sóc. Bát hương thờ tổ tiên thường là bát hương bằng sứ, tức ngũ hành thổ. Bát hương không nên làm bằng đá hoa cương. Bát hương phải quay mặt nguyệt ra phía trước, bóng đèn phía trước không nên xung với bàn thờ, không nên dùng đèn chiếu. Tránh đặt bàn thờ gia tiên ở những vị trí nào? Bài vị trên bàn thờ không được sát tường. Trong phong thủy bàn thờ thì vị trí đặt tượng thần Phật phải sát tường mới tốt, nhưng bài vị tổ tiên lại ngược lại, không nên đặt bài vị sát tường. Nếu nhìn từ góc độ phong thủy thì sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ, thậm chí là vận mệnh cả đời của con cháu. Nếu đặt bài vị sát tường thì nên tạo một khoảng trống nhỏ giữa bài vị của tổ tiên và tường. Hướng của bàn thờ không được ngược lại với hướng của nhà. Quan niệm phong thủy cho rằng việc đặt hướng bàn thờ ngược với hướng nhà là điều tối kỵ và việc này sẽ khiến cho gia đình không hòa thuận, nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến việc không có con nối dõi. Vì vậy, phải đặt vị trí bàn thờ để tránh được những vận xấu. Bàn thờ không được xung với cửa. Hai bên của bàn thờ không nên xung với cửa hoặc là đường cái, cho dù là cửa phòng, cửa chính, cửa nhà vệ sinh hay là cửa nhà bếp đều không được. Trong đó, cửa nhà vệ sinh và cửa bếp là nghiêm trọng nhất, sẽ ảnh hưởng đến vận thế và sức khỏe của cả gia đình, dễ bị tiểu nhân hãm hại. Không được để đồ phía dưới bàn thờ. Nên giữ sạch sẽ khu vực phía dưới bàn thờ, đồ đạc không nên chất đống ở không gian này. Nhất là đồ điện hay là bể cá cảnh đều không nên để ở phía dưới bàn thờ vì gây nên hiện tượng sa sút tinh thần hoặc là làm hao hụt tài sản. Nếu có đặt đồ ở phía dưới thì đó chỉ nên là một chiếc la bàn, bên trái bàn thờ không sạch sẽ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình. Bên phải bàn thờ không được đặt đồ điện. Bên phải bàn thờ không nên đặt đồ điện bởi vì như vậy sẽ phạm vào sát khí của bạch hổ, sẽ dễ xảy ra chuyện không may. Có thể hóa giải bằng cách đặt đồ điện lớn sang chỗ khác.
Bên phải bàn thờ đặt một đôi tỳ hưu hoặc là long quy có thể hóa giải sát khí, cải thiện môi trường phong thủy. Bàn thờ không được gần bếp và phòng vệ sinh. Phía sau bàn thờ nếu như là bếp sẽ tạo ra hỏa sát rất nặng, vận thế của gia đình sẽ không ổn định hoặc giảm sút, ảnh hưởng đến phong thủy khác của gia đình. Còn nếu bàn thờ sát phòng vệ sinh là tội không tôn trọng thần linh và tổ tiên, sẽ dễ gây ra các vấn đề về sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Bàn thờ không được đặt dưới xà ngang. Nếu xà ngang trên trần nhà ở ngay trên bàn thờ sẽ sản sinh ra sát khí áp lực khiến cho các thành viên trong gia đình đau đầu, thần kinh suy nhược, nặng thì khiến vận thế trong gia đình bị ảnh hưởng. Ngoài ra, bàn thờ không nên đặt trên tầng thượng có mái tôn, cửa kính hay là tường kính. Không đặt bàn thờ bên dưới là lỗ thoáng hay cửa sổ. Bàn thờ kiêng kỵ bị dầm nhà đè xuống. Không được để vật nhọn xung quanh chiếu vào bàn thờ. Không để các linh vật thú dữ trong phòng thờ như sư tử, hổ, chó, kỳ lân. Bàn thờ đại kỵ đặt ở lối đi. Bàn thờ đại kỵ dùng gỗ đã dùng rồi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Đừng quên đăng ký kênh Phong thủy may mắn của chúng tôi để đón xem chương trình mỗi ngày. Nếu bạn có thắc mắc gì về tử vi phong thủy, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 0989 34 9119 hoặc 0968 72 9119 để được tư vấn và hỗ trợ giải đáp thắc mắc một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý anh chị trong các video tiếp theo.